Bữa nay mình đi bắt con hút mật của mình, nó đã trổ trống rồi nè các bạn. Mình ra mình đi bẫy. Bẫy được hai em. Chim mái các bạn. Con này chúng mình thả các bạn. Con này có mái rồi. Thả luôn các bạn. Còn một con nữa nè. Con này nó mà mép vàng. Con này mép vàng. Con nhỏ các bạn. Con này còn nhỏ. Mép còn vàng các bạn. Con này mình cũng không biết trống mái nữa, để mình nuôi các bạn ơi. Con nãy thì con mái nó già mình thả rồi. Còn con này nè. Con này nó còn non quá. Nhưng mấy chân mày các bạn thấy không? Chân mày cho nó dài quá dài à. Không biết là nó mái hay trống đây nữa. Kệ mình, để mình nuôi luôn các bạn. Mình nuôi đi, chừng nào mà nó hết mép vàng đi rồi mình thả nó mái mình thả. Chân mày nó một bên thì dài, một bên ngắn này các bạn thấy không? Đây. Bên dài bên ngắn. Để mình nuôi luôn. Con nó còn nhỏ chút mà. Đội tay đã rồi. Mà cái chân thì nhỏ các bạn, hay là nó còn nhỏ, chân nó nhỏ, nó chưa lớn. Để mình nuôi luôn các bạn. Mốt hả nó ra cắm thì mình nuôi, còn hả nó ra con mái thì mình thả. Còn đây, đây là em trống đã trổ. Đó, đảo có cái chấm đen với cỏ nha các bạn.
Không, mình cứ ngỡ đó là con mái không à, nay là con đống mình để mình nuôi luôn. Còn con này thì mốt ra trổ thì để nuôi, không trổ